Làm thử các thứ đi, đây đang record rồi à? Vâng, chắc em xin phép là em bắt đầu record chương trình và cũng mình cũng bắt đầu Anh nghĩ là lúc nào mình bắt đầu hãy record, hình như là Phương Anh đã record rồi. Dạ. Vâng, thế có gì cả hai cùng record cho nó chắc. Dạ. Em xin phép là được bắt đầu chương trình Cà phê Talk số 14 của mình ngày hôm nay ạ. Vâng, rất vui là được gặp lại mọi người trong chương trình Coffee Talk số 14 của chúng ta ngày hôm nay. Thì chương trình Coffee Talk là chương trình mà các anh chị em làm nghiên cứu ở UK và Ireland cùng ngồi lại và chúng ta bàn bạc với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những chương trình đề tài nghiên cứu của mình. Thì Coffee Talk lần này của chúng ta là chương trình là thứ 14 và cũng là chương trình đầu tiên của năm 2024. Thì như thường lệ em sẽ nói qua về chương trình của chúng ta, sau đấy là sẽ đến các phần speaker chia sẻ về công việc nghiên cứu của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu với tiết mục là anh Huấn ghi một số update của Chair của Viz. Vâng, em xin mời anh Huấn ạ. Rồi, cảm ơn Minh. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Huấn Nguyễn, đang hiện nay đang là chủ tịch của Hội Tri thức. Thực ra cái chương trình Coffee Talk này đã diễn ra dài trong thời gian vừa rồi, trong năm 2013, thì năm như Minh nói năm 2014 này mới bắt đầu lại thôi. Mục tiêu chính của chương trình Coffee Talk này là tạo ra một cái cơ sở dữ liệu online về tất cả những expertise của các thành viên của Hội VIS và có thể một số khách mời nữa. Cho nên là chương trình này vì sao được ghi lại và sẽ được đưa lên các trang website, các kênh thông tin của mình để có rất nhiều người sau này họ không được trực tiếp tham gia chương trình này thì họ có thể được xem lại và được nhìn lại và hiểu hơn được về là các thành viên trong hội trí thức mình đang làm gì và với cơ hội hợp tác ra sao. Chính vì vậy là chương trình cũng không phải là cái mục tiêu mong muốn là số lượng người tham dự rất là đông, có thể là không có quá nhiều người thành viên, nhưng quan trọng là các bài nói chuyện này đều được lưu lại rất là lâu để cho mọi người ai muốn tìm hiểu, muốn tham gia, muốn xem lại thì họ sẽ được xem. Còn về update trong chắc là sẽ nhanh thôi, chắc trong thời gian vừa rồi vì đây là số đầu tiên cho nên là cập nhật qua một cái gì đã diễn ra trong thời gian vừa rồi. Từ năm đầu năm 2024 thì chắc mọi người đã biết là có cái chương trình sự kiện lớn nhất của hội, đấy là sự kiện AGM, và đã tổ chức ra trong tất cả các thành viên cũng như ban chấp hành đã ngồi lại xem lại những năm vừa rồi, năm 2013 mình đã làm những gì và định hướng năm tiếp theo thì ra sao. Có lẽ thời gian không đủ để nói được những định hướng năm tiếp theo sẽ làm gì, nhưng có một điều chắc chắn là thành viên của ban chấp hành thì đã được tăng lên rất là nhiều để hy vọng là sẽ có nhiều hoạt động trong thời gian tới và các anh chị em hỗ trợ cho tốt hơn. Thì chắc mọi người nhìn thấy trong màn hình đây thì chắc cả thành viên mà được tô màu hơi khác màu một chút màu nâu thì mấy anh thành viên mới của ban chấp hành là rất là welcome, theo thứ tự nhà một thành viên mà chính là speaker của ngày hôm nay, đấy là giáo sư Lê Võ Phương Mai đang làm tại trường đại học Cardiff ở Wales, rất là một thành viên đầu tiên của Wales đến với ban chấp hành, rất rất là welcome Mai. Và sau đấy là các thành viên đến từ từ Bắc Ireland chẳng hạn như là Ngô Quốc Hiển, hay là các bạn ở đang còn rất trẻ ở London, đó là Phạm Minh Sơn và Linh Nguyễn ở UCL. Minh Sơn thì Imperial College, và đồng thời là một thành viên nữa của Ireland, một quốc gia mà rõ ràng là chúng ta cần phải có nhiều thành viên đại diện trong ban chấp hành hơn. Nhưng vì sao mà Ngô Quốc Hưng lại tham gia đến từ trường đại học TUD ở bên Dublin. Thế thì sơ qua thì như vậy thôi. Còn có hoạt động chính trong thời gian vừa rồi từ ngày diễn ra AGM từ cuối tháng 2 cho đến bây giờ thì hơn một tháng rồi, chỉ có mỗi một hoạt động, gần như một hoạt động in person duy nhất, đó là đại diện của Hội Tri thức được mời sang tham dự gọi là hội gọi là chương trình diễn đàn những người Việt Nam có tầm ảnh hưởng trên thế giới, thì 100 gọi là leaders tham gia sự kiện của hội hiệp hội chuyên gia toàn cầu AVSE ở bên Paris. Thì hội cũng đã tham dự gặp gỡ rất nhiều người và hy vọng là từ đấy cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Có rất nhiều các thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Và hy vọng là giữa AVSE và VIS trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động hợp tác hơn. Như vậy, thì sơ qua Tết chương trình chỉ có vậy thôi. Xin trả lại chương trình cho Công Minh. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh Huấn ạ. Mình sẽ chuyển
thẳng vào tiết mục chính của chúng ta ngày hôm nay. Đấy là bài talk chia sẻ của hai speaker. Đầu tiên về phần chia sẻ của chị Mai thì một chút thông tin cơ bản. Em theo như em tìm hiểu được thì từ chị Mai làm lecturer tại trường Đại học University of Sheffield và Swansea, rồi cuối cùng đến 2017 chị là senior lecturer trong lĩnh vực economics tại trường Đại học Cardiff. Từ 2017 đến giờ thì chị được promote từ senior lecturer lên thành reader, sau là full professor of economics trong lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến applied macroeconomics. Vâng ạ, và em xin phép là được nhường lại cho chị Mai để chia sẻ về lĩnh vực nghiên cứu của chị ạ. Chị Mai có Cảm thể ơn. chia sẻ share screen được rồi ạ. Rồi, chị cảm ơn anh Huấn đã mời mình đến Coffee Talk ngày hôm nay và có dịp chia sẻ cái research của mình với mọi người. Thực ra thì research thì có thể nói rất là lâu, thế nhưng mà để mọi người biết briefly về nó thì hôm nay mình sẽ không dùng những cái technical terminology nhiều, chỉ là brief discussion. Thế nên là mình mong là mọi người sẽ enjoy. Thế để mình share. Right. So, thế mình chuyển sang nói bằng tiếng Anh vậy. Thế I'm a applied macroeconomist. And through my career, my research agenda has been to improve macroeconomic modeling methodologies and apply them to central areas of macroeconomic policies. So, the way I usually do research with the team is that we would observe some phenomena about business cycles, such as the behavior of macroeconomic variables, GDP, consumption, investment, inflation, and so on for certain countries. And we will be interested in a certain phenomenon. And we want to construct a mathematical model. In economics, we call them the dynamic stochastic general equilibrium models. So these are the models summarizing all the causal relationship between the interested variables that we want to explain. And then once this theoretical model is designed, we want to be able to test and evaluate whether it can actually be used to generate the behavior that we see in the data, in the behavior of the data. And then we can then with certainty use these models for policy recommendations, talking about monetary policy, fiscal policies, or financial regulations for these countries. So the methods that I've been working on a lot is the methods of indirect inference to test and estimate these macroeconomic models. So it come about because previously the literature in macroeconomics didn't pay much attention to the importance of issues of empirical testing and estimating of these models. However, what we found, it is very useful, and these methods is actually allow the policy makers, the macro economists to assess the potential for policies to go wrong based on the power of the test on the data behavior. So the model set is not just saying this is a model, but it say if your policy can have some kind of errors around it, but if it, the small errors is not having much impact, but going further out, I think it can be crucial.
So we apply these methods to constructing models to evaluate the efficiency of macroeconomic policy in several countries. So here I have a few examples of the projects that we have completed. First is looking at the role of shadow banks in China and evaluate the policies in China of mitigating the shadow banking activities because they thought it was harmful. But actually we found that by regulating the shadow banking, the policymakers in China actually harm the small and medium enterprises in China and ultimately cause slowdown in economic growth. Then we look at other issues such as what causes financial recession and financial crisis in the US and the UK. And in the literature, you found that a lot of discussions saying that it caused by financial market is a financial shock that result in recessions. However, our research found different conclusion. We found that the financial shock itself cannot cause the economic and financial crisis that we saw. It must be paired up with also negative productivity shock during those periods. And this negative productivity shock is the most important element rather than the financial system. And then we talk about the impact of financial stability regulations in the post-financial crisis. And we also found that the developed world seemed to went overboard with regulations after the financial crisis. And actually, because of that, it caused the slow recovery in the developed world. So these are the projects that we have done, and they are all policy oriented. But today, I pick up the recent research on Japan and try to to tell you a story of what we found here, how we explain the economic stagnation in Japan. And through this example, I hope you can see our research approach and the potential of our policy recommendations. Right, so the story of this paper can be seen in this chart presented here. This is the real GDP of Japan during the 1980 to 2020 period. So the blue line shows you the actual GDP in Japan. So what you see here is that Japan experienced really high growth rate up to 1989. And then they had the real estate crisis. And since then, the economy has stagnated. So the GDP, real GDP, does not really grow here. So the other two lines, what do they present? They present the potential output of Japan, of what it could have been if Japan have had the experience of 2% growth per annum as all other developed countries. It would be, the real GDP would be represented somewhere on the gray line. Or if better, it could have grown as the high growth rate that it experienced before the 1989. And if that is the case, then it would have been on the orange line. So all these potential outputs seem to be higher than the real output in Japan. So there's a discrepancy between the potential and the actual. And we say, our idea was that these stagnations happen somehow after the
real estate crisis. So this suggests that this real estate crisis can be acted as a sudden sunspot. So the event that injected some kind of negative business confidence in Japan, okay, destroyed the business confidence in Japan, and it persists. So the businesses in Japan see their productivity in the future and the business conditions in a pessimistic way. But if they don't believe in bright future, what will happen is that this will feed into their current current perception in the current period, and it will reduce their demand, reduce their consumptions, reduce their investment, and reducing even the desire to have children. So there, all of this effect will have effect on the lower current demand, and therefore lower output in the economy, and therefore it will result in these stagnations. But this is just our idea, so we need to check out with the data and see whether this story is plausible or not. So we look at the business conditions index. This is a survey indicator for Japan during this period, and you can see most of the periods, this indicator is negative, showing that the private sectors are very pessimistic for very long period in Japan. So this help us to form the hypothesis that we want to check out. We want to ask research questions. Did the bursting of financial crisis in 1989 in Japan lead to the start of the real deflationary sunspot in output in Japan? Whether this can explain the stagnation in output in Japan or not. So, to explain this, we need to build a mathematical model, and I'm not going to go through it here much, but it is a medium-sized macroeconomic model, and we incorporate the sunspot, which is non-standard features in this model, in order to support our hypothesis. And we want to test this model to see whether it can explain the behavior of the Japanese data during the period that I mentioned here. So because sunspot is not standard features in this model, so we need to construct a strategy to identify the sunspot. And what we did is that we compute the difference between the actual GDP and the potential GDP in Japan, and back it out from the model. We can find that the sunspot innovation, the shock that come from this sunspot, can be illustrated on this chart. So what is interesting here is that the average of this series is negative. So it shows that on average, Japan is pessimistic about their, their business conditions. And we test, we estimate this model and test this model. And what we found is there is a set of parameters that allow us to say that the model that we have developed can explain the dynamic of the main macroeconomic variable of Japan. And the important features of the model is that it have the pessimistic sunspot in there, okay? So
So now, with this estimated and evaluated model, we can make policy recommendations. So what can we recommend to the Japanese policymakers? So from the macroeconomics theory, we know that the central bank, okay, can be used to eliminate any nominal sunspot. So these are the sunspots that affecting the inflation in the economy. However, what we have in our model here is the real sunspot. So it is the confidence about the output. Okay, so this is real sunspot, and real sunspot cannot be dealt with by central bank. It needs to be dealt with by the private sector. They need to recognize that there is a sunspot, and therefore they adjust their consumptions to the output potential in order to eliminate the sunspot. However, what we see with our model here is that there is a persistent, sunspot. It means that the Japanese private sector don't really see there is a sunspot, and therefore there's no desire to adjust their demand to the potential output. So if the private sector does not do that, then the fiscal policy have to step in order to eliminate it. So what we're saying here is that the fiscal policy in Japan should be expansionary. It should be committing to deliver or to suppress the sunspot by committing to create high government spending and low tax at some future date, okay? But it needs to convince the private sector that is going to happen. And if the private sector believe in it, this will eliminate the sunspot and not let it happen at the beginning point. So what we are saying here is that whatever the policymakers in Japan have tried to do, which is using monetary policy to stimulate demand by using quantitative easing, by creating higher inflation target, this does not work. Okay, it doesn't work at all unless the fiscal policy also commit itself to help and suppress this sunspot. So that is our kind of message to the policymakers. And as an academic exercise, we're supposed to show that, the economy under the sunspot compared to the one with no sunspot. And we have done it here. And we found that if you have sunspot, the cost to the economy, the welfare cost, is going to be higher than under no sunspot. So therefore, there's an argument that the policymakers need to suppress the sunspot, and they need to use the fiscal policy as on the side to the monetary policy. Right, so just come to the conclusion already here. As I said, we need fiscal policy to suppress any sunspot. But so far, the government of Japan expressed no interest in such policy. And maybe this suggests that they don't believe in sunspot, neither private sector, they don't see it either. So as a robustness, what we have done also is that we check out the model without the sunspot equilibrium in there. And we also found that it's possible to show the stagnations with that kind of model where you have a persistent slowdown in productivity. That kind of model also can explain the behavior of Japan in parallel with what we suggested here.
But either way, you need fiscal policy in order to raise demand, to commit to raise demand. And this is welfare enhancing for Japan. And that's the way the policy should go. So that's it for me. Oh, thank you very much, Professor Mai. And if you have any questions, please put it into the comments for Professor Mai. Chắc em xin phép chuyển lại bằng tiếng Việt ạ. Dạ. Em rất là cảm ơn chị. Cái case study về Japan này thật sự là rất là thú vị. Và em sẽ come up with some question on trong đầu rồi. Nhưng mà bây giờ các anh chị nếu mà có câu hỏi nào cho chị Mai thì có thể điền vào khung chat ạ. Và mình sẽ quay lại phần Q&A ở cuối chương trình. Em xin phép là được chuyển đến speaker thứ hai của chúng ta ngày hôm nay. Em chào anh Hồng ạ. Anh Hồng có ở đấy không anh? Ok, có. Mình nghe thấy mình nói không? Dạ, em có. Em xin phép em chia sẻ cái like. Dạ. Nó xin lỗi anh Hồng có một chút trục trặc nên là em không gửi đường link cho anh để anh tham gia vào lúc bắt đầu của chương trình. Em rất là Ok, xin không lỗi. sao. Dạ. Và em xin phép được chia sẻ với mọi người hôm speaker thứ hai của chúng ta ngày hôm nay là anh Hồng Dương. Anh làm nghiên cứu trong lĩnh vực toán và những cái nghiên cứu của anh tập trung vào Integrative Particle System Non-Equilibrium Thermodynamic Evolutionary Game Theory. Và rất là hay. Và cũng như em là bản thân làm nghiên cứu về mặt Applied Science thì em thấy những bài toán anh giải đây đúng là nó có một sức hút đặc biệt. Thì hiện tại anh Hồng đang là Associate Professor tại Mathematics and Statistics tại University of Birmingham. Vâng, em xin phép là được nhường lại cho anh để anh có thể chia sẻ cái công việc, cái research của anh với cả mọi người. Ok, Vâng, xin cảm ơn mời mình. anh. Là mình share screen đúng không? Dạ. Ok, mọi người đã thấy cái slide chưa ạ? Đã thấy rồi anh ạ. Mình nói tiếng Việt ban đầu, sau đó mình sẽ chuyển sang tiếng Anh. Cảm ơn anh Huấn và ban tổ chức đã mời mình tham dự cái buổi nói chuyện này. Mình rất vui được tham dự buổi nói chuyện để chia sẻ và kết nối nghiên cứu với mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ nghiên cứu của mình, một vài nghiên cứu của mình về việc dùng toán học để nghiên cứu các cái hệ phức tạp. Và hy vọng là sẽ tạo được kết nối với mọi người đây, bởi vì mình rất quan tâm đến ứng dụng hay là dùng toán để nghiên cứu các cái hệ ở trong các cái lĩnh vực khác nhau. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ chuyển sang tiếng Anh. Dạ. Chắc là thế nào anh thấy smooth lắt rồi, Ok, bởi có vì thể là có thể có hoàn cả tiếng người Việt được, hoàn tiếng ok Anh bởi cũng được. có cả người nước ngoài thì phải. Ok, Dạ. thank you. I would like to introduce briefly discuss my research on the mathematics of complex system. So complex system are everywhere, right? So this figure shows you some example of complex system in natural and in applied science. So you see the school of fish, bird flocking, cloud dynamic, and the last one is the atoms models, atomistic model of material science. So they are all complex system, and basically, as you can see them everywhere. They share common features, and which are also the challenge when we want to study complex system. So key features of complex system include, first of all, you see that they contain a huge number of interacting individuals, right? Individual over here, you can see that this is a general term. They might be people, they might be bird, or they can be atoms, okay? So which depend on the model that you are considering, the discipline you are studying. Second, it always contain some uncertainty,
Okay, so some random list and some stochastics always appears in complex system. We basically cannot know exactly the behavior of the system. There are always some uncertainty behind. And they always exhibit spatial and temporal multi-scale behavior. Okay, some of the phenomena happen at very long scale. Some of them might happen very, very quick at a very short time scale. Okay, so they are often mixtures of spatial in space and time multi-scale behavior. And one of interesting and important features of complex system is a so-called emergent or collective behavior. When many of them come together, they can form very, very different and different pattern, different behavior compared to each of them individually. Okay, so for instance, if you look on the figures, you see that if you look on the sky in every afternoon, you will see a bird, they are flocking, right? It's amazing pattern. It looks like they are like there is some occasion to control or to tell them what to do. But actually they are not. They're just interacting with each other based on very simple rules. Okay, but all overall, they form a very beautiful and complex system, a complex behavior. Okay, so these features make the analysis, computation, and simulations of complex system highly non-trivial. There are many of them, there are uncertainty, and they are non-linear, okay, in mathematical terms. So understanding a complex system is a key challenge in many scientific and technological problems. For instance, the Nobel Prize in Physics in 2021, the Nobel Prize in Chemistry are all for research on complex system. From a mathematical point of view, to rigorously understand complex system, it is related to the one of the famous Hilbert problem that the mathematician Hilbert posed in the beginning of 20th century. It is still largely open. Okay, so they are often complex system are often described using mathematical models, right? They can be either an ordinary differential equation, a stochastic differential equation, partial differential equation, or a stochastic partial differential equation. So they are the different way to model complex system. For instance, in ordinary differential equation, they are basically they don't take into account some stochastic, some noise, but the other model, the stochastic or stochastic partial differential equation, they take into account noise. Okay, so I will not go into the mathematical formula for this, but later on I will show you some of the examples. Okay, so my research, our research group interest focus on the mathematical analysis, computation, and simulations of complex system. So here are three projects that we are recently and still working on this. So the first one we want to develop physical and geometrical structure preserving solution for complex system, in particular for model using partial differential equation from a statistical physics. So that's this project funded by EPRC and it's that's recently finished. The second one is that we want to characterize collective, multi-scale, and long-term behavior of models that come from material science or population dynamic. The third one, which will be starting very soon, which is in a collaboration with Thế An, also a Vietnamese computer scientist, where we introduce uncertainty to the theories of evolutionary game theory. So I will briefly discuss two of the three projects in the next slides.
So the first one here is we want to use ideas from statistical mechanics to study the so-called interacting particle system. So here is the I just write down to one equation to so that we do have a mathematical equation, right? So but this one the idea is very simple. We use the Newton's second laws for a system of interacting particles. For instance, a system of atoms in atom, right? So Qi, so there are n, capital N, there are n particles that interact with each other. And this equation characterize the motion, the evolution of the whole system. Okay, so n is the number of atoms, and it is a huge number, like the Avogadro number, right? 10 to power 20 something. Okay, so Qi is the position of the particle I. Okay, so this is the Newton's second law for the particle I. So Newton's second law says that m times a is acceleration, which is the left hand side, equal to the total force acting on the system. Okay, so this equation just tell us that we consider four forces acting on the system. The external force, so like something like gravity, right? The first term. The second one is the interaction between the particles. So this is the interaction force that the particle I often by interacting with all other particles. The third term is a friction, viscosity, if they are moving in some, for instance, in some fluid or some environment. And the last one is to take into account the noise, the uncertainty of the system. Okay, so because N is a huge number, and this is a very complex system, so it is not possible or somehow it's not necessary to study the full system for all individuals. So one idea in statistical physics is that we study the so-called mean field limit when we actually assume that there are infinitely number of particles. Then instead of this system of equation, we will often a PDE, okay? So this is a PDE, and that PDE, that partial differential equation, characterize the density distribution of the system. So this tells you how you can find the probability of finding a particle at a position Q, momentum P, and time T. Okay, so this equation is so you see there are only basically four parameters: time, position. Position, momentum, and time, and depend on the dimension of the system. Okay, so this equation have been used to build up model in biology, molecular dynamic, social sciences, for instance, to characterize crowd dynamic or even opinion formation. It just depends on the interaction how you model the interaction between individuals in the system. Okay, so our research is to build up analysis and computational methods for the two system. I mean, this is the same system, but it describe a different scale. The first one we call this is at the microscopic scale when we look at individual particle, and at the macroscopic scale where we only interested in some statistical property of the system. Okay, so that is one typical example. In the second one is some models in evolution game theory or population dynamic.
So I just write down this fundamental equation. So suppose that you are modeling some population, okay? So individuals in the population using different strategies. So here they are M strategy. For instance, they can be either cooperation or defection, right? They either help people or do not help people, okay? Then this equation simply characterize how, I mean, the frequency of those strategy, how they change over time. Okay, so Xi is the frequency of the strategy I. So the essence of this model is that it taking into account Darwin natural selection and game theory. So that's why they call evolutionary game theory, the combination of two theory. Yeah. So the idea is that Fi, you see on the right hand side, is the overall payoff of, in biologic terms, it is the fitness of the strategy I that it obtained from interacting with all other strategies in the population. And we compute it using game theory. Okay, F bar is that the fitness of the whole population. So the key is that both Fi, the individual Fi and the population fitness depends on the frequency of all strategies. Okay, so the fitness of each strategy depends not only on the strategy of that each strategy, but also depend on own other strategy. And to compute them, we use game theory. There is also uncertainty in the model where the payoff entries are supposed to be random. So we use random variable to characterize the payoff entries in the model. So our research here with Tian, we connect evolution game theory. So this is in one theory, basically in biology, mathematical biology, to a random polynomial and random matrix theory. So our research not only bring two research fields together, we also introduce novel insight to both fields. Okay, so that's it. Thank you for the attention. Thank you very much, Professor Hồng Dương. Em rất là cảm ơn anh về bài chia sẻ của anh. Đúng là toán hiển hiện ở tất cả mọi nơi, tất cả mọi thứ, từ sinh vật rồi từ bầy đàn, từ hệ thống. Và không nhớ mọi người có nhớ không, đấy là em cũng dẫn bài talk với cả Professor Thế Anh của VizTalk. Em không nhớ số bao nhiêu nhưng mà mọi người có thể tìm lại trong lịch sử, tức là anh Thế Anh cũng đã từng give talk cho chúng ta rồi. Rất là hay, rất là trùng hợp. Em xin phép được tiếp nối chương trình, và nếu ai có câu hỏi cho anh Hồng thì mọi người có thể nhắn vào khung chat ạ. Em cũng kết thúc cái phần talk của mình bằng một số những cái tin vắn của talk của Viz chúng ta. Đấy là một số những cái grant mà không biết là mọi người có để ý không. Đầu tiên là chúng ta có hai grant hiện tại là deadline vào 15 tháng 5 và deadline và cold open vào 16 tháng 4, tức là mới vài ngày trước. Grant đầu tiên là Global Health Research, 100.000 bản project dự án trong 12 tháng. Và cái này thì có một cái đặc biệt, đấy là cái người submission thì phải based in ODE eligible country, tức là ở Việt Nam hay là các nước mà thuộc ODE thì mày có thể apply cho cái project đầu tiên. Deadline của dự án này cũng rất là sớm, 15 tháng 5. Cái dự án thứ hai đó là Global Advanced Fellowship. Cái này là Cone Open mấy hôm trước, cũng tập trung phát triển vào Global Health trong UK and Low Middle Income Country Award. Này thì dài hơn và cũng như là được nhiều tiền funding hơn. Và nếu anh chị nào có hứng thú với những cái grant này thì có thể search theo key khóa và cũng có thể là tìm trên những thông tin thêm về những dự án này.
Sau đấy là có dự án thứ ba thì về infection disease, deadline vào ngày 30 tháng 5. Dự án thứ tư là Applied Health Global Health Partnership, 13 tháng 6, deadline ngày 13 tháng 6. Dạ, step one. Vâng ạ. Thì đến đây thì em xin phép là quay lại cái phần hết điểm tin vắn rồi. Em xin phép là quay lại phần câu hỏi và trả lời. trước hết là ai có câu hỏi cho chị Mai không ạ? Bài nói của chị Mai là về tình hình kinh tế của Nhật Bản thì chắc em xin phép là có một câu hỏi đầu tiên, đấy là dựa vào mọi người thường hay nói đấy là cứ nhìn vào Nhật Bản và Hàn Quốc 10 năm trước, 20 năm trước họ thế nào thì Việt Nam mình sau đấy nó cũng như thế. Thì chị nghĩ là cái câu chuyện đấy nó có tương tự với cả tình hình của Việt Nam không chị? Thực ra thì là nếu mà nhìn vào Japan ấy thì là trước năm 98 thì cũng là có real estate bubble đúng không? Thì Việt Nam mình cũng có real estate bubble. Ở Trung Quốc cũng có như thế đúng không? Thế nhưng mà cái policy nó tức là cái câu chuyện là policy makers họ phải hành động như thế nào để không tức là họ muốn stabilize the economy nhưng mà nhiều lúc họ làm quá đi thì nó sẽ create the crisis như ở Japan, như ở China thì đều có như thế. Thế nên là câu chuyện là kết quả nó như thế nào thì là thì sẽ very much dependent bởi policy makers và policies dùng trong cái nước đấy. Thế đấy là chị nghĩ là như thế. Chứ mình không thể nói là cái pattern đó mình sẽ như thế, mình sẽ có stagnation như Japan, rồi China bây giờ cũng là suffering from economic growth, low economic growth. Thế nhưng mà cái đấy là dependent hết. Chị Mai, lúc chị mention cái stochastic general equilibrium model, lúc nào chị gửi cho em cái bài báo có cái model đấy nhá. Nghe Có, nghe chị rất là thú gửi vị. được. Chị, Vâng. tại vì là thực ra thì chắc là cái model của chị thì sẽ không khó bằng cái model của em. Không, quan trọng Chị... là nó ý nghĩa trong cái lĩnh vực đó. Đúng Thì, rồi, bởi tức là vì nó là apply math. Đúng vâng. rồi. Bởi vì Được rồi, nghe chị nghe sẽ nó gửi rất cho là em. hay, đã equilibrium lại còn dynamic nữa thì chắc là chị dùng dynamical approach để tìm cái equilibrium. Đúng rồi. Thế thì Vâng, sẽ chị. gửi cho em. Được. Vâng, cảm ơn chị. Anh ngồi trong background nghe hai bạn nói rất là hay, có nhiều thứ mà đúng như mình nói là có những thứ mà có thể lại apply đến mọi lĩnh vực, mọi thứ. Thực ra hôm nay tình cờ mời hai bạn Mai và Hồng tham dự nhưng mà lại thấy hai người thực ra rất có nhiều cái có thể làm được việc với nhau đấy. Vâng. Không lẽ là cái mô hình các model của macroeconomics nó có phải là complex system không Hồng? Liệu có phải có dùng được một cái differential equation nào trong đấy không? Hay À, thì là em nghĩ thì chắc chắn là nó là complex thôi nhưng mà em rất là muốn xem tìm hiểu cái model mà chị Mai nói đến. Thực ra rất là và thực ra là như trong trong một cái lĩnh vực mà em vừa trình bày trong lĩnh vực đấy thực ra là cộng tác với Thế Anh ở T-Side thì rất là vui là 10 năm trước đúng ngày hôm nay Facebook nhắc lại là 10 năm trước hai nhau ở khi cùng ở làm PhD và post châu Âu thì bắt đầu cộng tác và suốt 10 năm vừa rồi thì là hai người cũng tìm ra được rất nhiều bài toán và gần đây thì cũng được apply chung một cái EPSC Standard Grant thì rất là vui là sắp tới hai nhóm nghiên cứu sẽ cùng hướng dẫn hai bạn postdoc và bạn postdoc ở Thế Anh thì hình như là start trong vòng đầu tháng 5. Còn bạn postdoc của nhóm của em là sẽ tháng 7. Thế nên là rất là vui. Rất là mong muốn, em rất là mong muốn được cộng tác và tìm hiểu nghiên cứu của mọi người. Tất nhiên là lúc đầu thì rất mất 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 rất nhiều thời gian để hiểu được ngôn ngữ của lĩnh vực khác. Đấy là cái rất là khó khăn.
Nhưng mà nếu như mà mình sẵn sàng tìm hiểu, trao đổi để hiểu được ngôn ngữ của lĩnh vực khác, thì khi đó thực sự là mở ra một chân trời mới, những cái rất là thú Anh vị. hiểu, anh hiểu ý Hồng, bởi vì thực ra những cái Hồng nói bên ngay như trong lĩnh vực của anh về communication chẳng hạn, anh cũng dùng rất là nhiều cái bài toán, những cái mà em nói về random theory, matrix theory hoặc là những tất cả cái game theory, bọn anh cũng dùng cái chẳng như trong một số bài bài báo của anh, bọn anh dùng Stauffenberg, anh cũng biết đọc cái có đúng không, Stauffenberg game, bọn anh mô hình theo giống hệt bên kinh tế của mình thôi, chẳng hạn như có leader rồi follower, sau đấy mình giải cái bài toán như nào đấy cho nó tối ưu hóa theo ấy lại, thì trong mọi lĩnh vực thực ra đều có thể ứng dụng được những cái đấy, nên là em có thể rất, anh tin là em có thể rất, có rất nhiều cơ hội để collaborate với rất nhiều người, bản thân anh hoặc là với Mai hoặc là với nhiều người khác nữa trong lĩnh vực này. Đúng đúng thế, tại vì là em thấy là ví dụ rất rất nhiều vấn đề trong kinh tế chẳng hạn thì là dùng toán, thế nhưng mà có nhiều cái toán mà thực ra là em không biết, tức là không phải mình chuyên về toán nhiều quá, thì thực ra là nếu mà có một kiểu như cô sơ hoặc là investigator và khi am hiểu toán nhiều hơn thì chắc là sẽ giải quyết được vấn đề rất là nhanh. Và có thể là advance cái research frontier của mình hơn. Vâng ạ, em rất vui và sẽ tìm hiểu nghiên cứu của mọi người để cùng cùng nhau trao đổi. Sẽ mất thời gian để hiểu được ngôn ngữ của lĩnh vực khác, Đúng rồi. nhưng mà sẽ được một cái là mình đã quen nhau rồi thì cái nói chuyện đó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó là mình đã có chung cái hiểu biết văn hóa Đúng rồi. rất là nhiều, dễ dàng hơn rất là khác. Mà mình gặp ai đó ở hội nghị hay là đọc paper rồi contact như thế này sẽ là rất là thuận tiện hơn rất là nhiều. Có lẽ anh phải xin lỗi, anh phải để rời cái này bởi vì anh có một cuộc họp, nên là rất cảm ơn hai speaker hôm nay, cảm ơn Minh nhé. Minh cứ tiếp tục hỏi xem có câu hỏi nào không. Cho lẽ xin phép anh được rời của meeting hôm nay. À, Thank chào you. anh. Bye. Em cũng có meeting 10 phút, có nghĩa là em xin xin phép mọi người. Nếu mọi người có câu hỏi thì Vâng. xin gửi qua email hoặc là và Dạ vâng. sẵn sàng cộng tác. Vâng, rất xin phép, chắc chắn xin phép là mọi người là mình sẽ end cuộc meeting của chúng ta ngày hôm nay ở đây. Rất cảm ơn hai speaker của chúng ta và cảm ơn anh chị đã liên tục theo dõi. Và cảm ơn mọi người. Cảm ơn tất cả Chúc mọi mọi người. Bye Người bye, vui chào vẻ. mọi người. Chào Minh và Dạ. chào mọi người nha. Ok.